Do luôn thì hôm nay mình đến thăm làng rau trà Quế tại phố cổ Hội An và thực hành một cái thao tác đổ bánh tráng theo cái phong tục tập quán của Việt Nam. Thì quý vị cũng biết là bánh tráng Việt Nam rất là nổi tiếng rồi, làm rất nhiều món, nhưng mà cái quy trình đổ bánh tráng như thế nào, xin mời quý vị thao tác theo chúng tôi nha. Bước thứ nhất là tất nhiên là chủ ở đây đã xay gạo cho chúng ta rồi và có cái nước gạo như thế này, có nước gạo. Mình xin giới thiệu đây là nước gạo đây các bạn, nước gạo này, đó, nước gạo. Thì trước khi mà đổ bánh tráng chúng ta phải có một cái nước gạo với cái chất lượng tốt như thế này. Đây, thì mỗi lần đổ một cái bánh tráng tròn á, chúng ta cần khoảng gần một nửa cái ca này, gần một nửa cái gạo dừa này, đây gọi là cái gạo dừa. Đây, thì bây giờ thao tác như thế nào? Đây là cái bếp lửa và chắc chắn là bếp củi thì mới ngon nghe các bạn nha. Thì sau khi mà cái bếp củi nóng lên rồi á, nóng lên như thế này rồi, chúng ta có một cái bếp như thế này và được đầy bởi cái nắp vung là bằng nhôm, nó giữ nhiệt rất là tốt. Đó, giữ nhiệt rất là tốt. Và bên trong là một cái tấm vải. Đó, bên trong tấm vải. Và cái điều quan trọng nhất trong cái khâu đổ bánh tráng này chắc chắn là hơi nước. Hơi nước người ta chứa trong một cái bồn như thế này, trong một cái nồi đồng rất là lớn như thế này, và được phủ đất ở bên ngoài để giữ nhiệt tốt. Rồi quý vị, bước tiếp theo là gì ạ? Chúng ta múc nước gạo tầm như này và đổ lên đây. Chúng ta đổ lên đây và bắt buộc chúng ta phải làm đều cái bánh tráng, làm cho cái bánh tráng nó mỏng ra, rất là mỏng ra như thế này. Càng mỏng càng tốt. Đó, càng mỏng càng tốt. To cũng được nhưng mà nó phải mỏng nha các bạn. Đó, mỏng như thế này. Chúng ta làm nó hơi bị khô, để thao tác này phải nhanh hơn. Cái này chúng ta phải đóng lại thôi. Như vậy là sau khi đổ nước bánh tráng lên là mình phải đẩy cái nắp vung lên và ngồi chờ khoảng 20 phút. Đó. Trong lúc chờ đợi như thế này thì người vui tính thì có thể hát một bài. Người mà có thể pha trò thì kể một câu chuyện gì đó thì vui. Và người mà có tơ tưởng gì đó thì có thể ngồi suy nghĩ, nhắm mắt lại suy nghĩ. Và trong lúc đó thì mình có thể là lắng nghe cái mùi hơi nước nó bốc lên, cũng như cái độ ấm của cái bếp than, bếp củi như thế này trong một ngày mùa đông, đúng không? Thì hoặc ai đó mà vui hơn nữa thì ta hát bài, ví dụ như hát bài là Tết đến rồi, đến trường rất vui, Tết sắp đến rồi, về nhà rất vui, mẹ đang may áo mới nha, ai cũng vui mừng ghê, mùa xuân này em đã lớn, biết đi thăm ông bà. Có hay không các bạn? Hay không? Hay thì bấm like, không hay thì bấm dislike. Ok, bây giờ bước tiếp theo này là mình mở cái nắp vung này ra. Đó, mở nắp vung ra các vị. Mở nắp vung ra. Và dùng một cái thanh tre như thế này, dùng cái thanh tre này, thanh tre mỏng này để chúng ta lấy cái bánh tráng này lên khỏi cái mặt của miếng vải. Đó. Bước này khá khó các bạn. Các bạn làm sao để cái tay này đây, để cái tay này đây cho nó nhuyễn cái tay vào, chúng ta thẳng qua cái... sau đó là tất cái bánh cho nó ra khỏi cái vải. Đúng rồi, thẳng cái thanh tre này qua nha quý vị. Đó. Mình làm tất nhẹ như thế này để cho cái bánh nó hở ra khỏi cái miếng vải, nó không dính vào miếng vải nha. Đó, như thế này. Đó. Bây giờ chúng ta là phải để lại cái thanh tre ở giữa cái bánh tráng, ở giữa cái bánh tráng nha quý vị. Rồi chúng ta từ từ ra dỡ lên nha, dỡ lên để lấy cái bánh tráng, dỡ đều tay, nhẹ tay nha. Rồi đây, mình vừa lấy cái bánh tráng ra khỏi cái miếng vải rồi các bạn nha. Ok, đây, và bỏ lên đã chuẩn bị sẵn trên một cái mình tre như thế này rồi. Chúng ta trải lên cái mình tre này cho nó khô. Mục đích để cái bánh tráng lên đây là cho cái bánh tráng nó nhanh khô, như vậy giống như phơi trong bếp như vậy. Đó. Rồi ok, thưa quý vị, vậy là một cái quy trình làm bánh tráng đã xong. Chúc quý vị có một cái ngày tham quan vui vẻ và thưởng thức món ngon nha. Ôi, sao vậy?
Mi. 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 M